Chị Hương cũng tỏ ra không hài lòng về chuyện Lý Mục. Chị luôn luôn phòng thủ, lệnh cho ông ra quân. Nhưng Lý Mục cũng lần nữa cho qua rồi vẫn phòng thủ là chính. Chị Vương nổi nóng, bèn cách chức ông, điều tướng khác lên thay ông giữ biên cương. Vị tướng mới lên thay vừa thấy quân Hung Nô xâm phạm là đem quân ra đánh. Giao chiến nhiều lần, quân Triệu thua to, thương vong cũng rất lớn. Vì sản xuất, chăn nuôi cũng bị phá hoại. Chị Vương không còn cách nào, đành mời Lý Mục Quang trở lại. Lý Mục nói rõ, trên có dùng thì phải đồng ý để người cầm quân được làm theo kế hoạch của mình. Không còn cách nào khác, Triệu Vương đành bằng lòng. Sau khi được phục chức, lên tới Nhàn Môn Quan với Lý Mục vẫn như xưa, chỉ thủ mà không công. Hung Đô chẳng có cớ nào làm gây chuyện nên chẳng kiếm chác được gì, nhưng vẫn cho rằng Lý Mục nhút nhát nên không thèm để ý đến tính nữa. Còn Lý Mục thì một tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh, đóng sẵn 1.300 cỗ xe, 1.300 ngựa chiến, huấn luyện được 10 vạn xạ thủ bắn cung, chọn được một đội quân cảm tử, quân 5 vạn người. Tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, chờ bọn Hung Nô xâm phạm lần nữa, Lý Mục cho rằng thời cơ đã chín. Nhưng lúc Hung Nô không phòng bị, ông chỉ huy gần chục vạn quân ập thẳng tới dinh lỷ của chúng. Trận ấy khiến cho 10 vạn kỵ binh của Hung Nô bị tiêu diệt. Trận quyết chiến ấy làm cho Hung Nô nao núng hết ý chí. Đến chục năm sau cũng không dám mon men tới nửa bước ở vùng biên giới này. Việc thủ và công của Lý Mục đều tuân theo nguyên tắc không được thì không dùng, không lợi thì không động. Triệu Vương rút Lý Mục về thì không hiểu cách cầm quân tác chiến, mà chỉ làm việc tùy tiện theo cảm tính buồn vui của mình. Sau này được thực tế chỉ dạy, Triệu Vương không thể không nhìn lại Lý Mục. Đi ngược lại nguyên tắc lợi tức, cầm quân theo cảm tính vui buồn thì sẽ kinh sức. Manh động, kết quả chỉ có thất bại mà thôi. Thời Tam Quốc, bị thất thủ, Quan Vũ bị giết
làm cho Lưu Bị nổi nóng. Anh em kết nghĩa, đào huyên, có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Anh em bị hại như thế, làm sao lại không trả mối thù này? Thế là Lưu Bị chẳng nghe ai khuyên can, dồn hết quân trong nước đồng tiến hành phạt nước Ngô. Kết quả là bị lục tốn của nước Ngô đốt chạy 700 dặm, bị thất bại thảm hại. Khi được vận dụng vào lĩnh vực kinh doanh, nguyên tắc không được không dùng, không lợi thì không động. Cũng hoàn toàn thích hợp, bởi vì hoạt động kinh tế càng phải tôn trọng nguyên tắc lợi ích. Việc có lợi thì làm, không có lợi không làm. Lợi lớn thì làm lớn, lợi nhỏ thì làm nhỏ. Không thể để mất lý trí. Không nên làm việc theo tính khí. Không nên chỉ vì tức mà đầu tư, mà bỏ tiền ra. Cũng không nên vì vui, vì khoái chí mà mua hàng về, đứng trước thị trường. Phải dùng lý trí, chớ để tình cảm kéo vào cuộc cạnh tranh. Để tình cảm vui buồn, mừng giận và sĩ diện cuốn vào hoạt động. Buôn bán rất có thể sẽ thất bại, hao tiền tốn của. Tìm hiểu nguyên nhân thất bại của nhiều nhà kinh doanh được chủ yếu là do đi ngược lại nguyên tắc không được không dùng, không lợi không dùng, không lợi không động. Để cho tình cảm lôi kéo, để hăng máu lên, không nghĩ đến hậu quân. Hạ quyết tâm một cách mù quáng, chuyện một lãnh đạo nhà máy nọ ở Trung Quốc đi Hồng Kông bằng chuyện buôn bán. Trong mấy lần tiếp xúc, đối phương đã biết rõ con người này thích hư vinh và sĩ diện hảo, cho nên trong hội đàm đưa giá cả là hàng vượt cao hơn nhiều so với giá thị trường. Sau khi khéo léo đuôi lý do vì sao đưa ra giá cao, đối phương nói thêm một câu: chúng tôi biết ngài không có quyền quyết định, cho nên có giải thích đến thế nào cũng chẳng ích gì. Nghe câu nói cuối cùng ấy, vị giám đốc nhà ta đập bàn đứng dậy. Hùng hổ nói: ai bảo tôi không có quyền? Tôi quyết định đấy.
thì cứ bán theo giá đó đi. Đối phương lại bồi thêm, lấy gì để minh chứng đây? Ký tên vào để minh chứng. Vị giám đốc trả lời dứt khoát, hãng Buôn Hồng Kông đã dùng cách kích tướng đơn giản là đưa được vị giám đốc Thích Hư Vinh này vào bẫy, để nhà nước bị một khoản thua thiệt lớn về kinh tế. 50. Kỳ sư đáng tin cậy. Kỳ quá nên nắm lấy. Điều mấu chốt trong chỉ huy quân sự là phải nuôi dưỡng được một đội quân. Mà hễ ra quân là thắng trận. Điều mấu chốt trong sản xuất kinh doanh là phải nắm được thứ hàng nào kiểm tra liền. Trong quân đội dựa vào đội quân có thể tin cậy được, người ta gọi là kỳ sư. Ở thị trường, thứ hàng nào vừa bán chạy lại vừa kiếm được tiền gọi là kỳ quá. Ngô Khởi là một trong những nhân vật đó. Ngô Khởi là nhà quân sự, nhà chính trị kiệt xuất ở đầu thời kỳ chiến quốc, từng viết tác phẩm Binh Pháp Ngô Khởi. Khi Ngô Khởi làm quan ở nước Ngụy, Ngụy Vũ Hầu hỏi: ta muốn nghe đạo lý lý quân đội và củng cố quốc gia thế nào? Thế là Ngô Khởi nói ý nghĩ của ông như sau: trước đây, Tề Hoàng Công chiêu mộ 50.000 quân sĩ cho nên xưng bá được với chư hầu. Tấn Văn Công cũng chiêu tập được hơn 40.000 quân. Tiên phong nên mới thực hiện được ý đồ xưng bá. Tần Mục Công cũng tổ chức được một đội quân, vừa công thành vừa phục kích, nên mới trị vì được các nước láng giềng. Bởi thế, các bậc quân vương muốn củng cố được đất nước cần phải hiểu được lòng dân, tập hợp những người gan dạ, dũng cảm và có chí khí trong dân chúng lại thành quân đội. Tập hợp và tổ chức những người muốn thông qua chiến đấu thể hiện lòng trung dũng của mình. Một đội nữa tập hợp những người biết leo cao nhảy xa, đi giỏi lại thành một đội. Tổ chức những người mất chức quan và đang hy vọng lập công, để quân vương thấy rõ mình thành một đội. Tập hợp
những người từng bị mất thành mất nước. Nung nấu, báo thù, rửa hận, vân vân. Thành một đội, năm loại người này sẽ tạo nên sự tinh nhuệ của quân đội. Nếu từ trong đánh ra, có thể là công phá được vòng vây địch. Từ ngoài đánh vào, có thể công phá được thành lũy của địch. Thứ quân đội đó gọi là kỳ sư đánh tin tưởng. Trong chiến tranh cổ đại Trung Quốc, những thí dụ về nuôi dưỡng kỳ sư khá nhiều. Đơn cử làm chuyện Điền Đang với Trận Quả Ngu. Năm 284, Yên Chi Vương cử đại tướng Lạc Nghị tập hợp quân đội năm nước đi lánh là nước Tề. Lạc Nghị đánh phá ở nước Tề 5 năm, hạ được cả nước Tề hơn 70 thành trì, chỉ còn lại 2 thành Cử và Tước Mặc là trong tay nước Tề. Sau này chó cắn áo rách, người nước Sở lại nhân cơ hội chiếm luôn thành Cử. Cho nên trên thực tế còn lại trong tay nước Tề chỉ có mỗi thành Tước Mặc. Huy đại phu giữ thành Tước Mặc bị chết trận. Quan dân trong thành cử Điền Đang làm tướng quân. Điền Đang dùng kế quản gián khiến cho nước Yên phải điều kỵ. Kiếp làm chủ soái thay cho Lạc Nghị. Ngoài những việc làm tê liệt quân nước Yên, Điền Đang còn tổ chức ở trong thành một đội quân đặc biệt. Ông tập trung hơn 1.000 con trâu bò để trong thành, lại khoác lên mình chúng những tấm lụa đỏ có vẻ hình giao long và vẽ hoa văn đủ màu sắc trên sừng trâu bò. Buộc vào đó những con dao nhọn sắc, buộc vào đuôi trâu bò những bó lau sậy đã tẩm nhựa cây. Đợi thời cơ xuất kích chín mồi, quân Tề khoét lấy lỗ hổng trên tường thành, lấy lửa đốt cháy những bó đuốc ở đuôi trâu bò, rồi đuổi chúng qua những lỗ hổng đó. Đằng sau đoàn trâu bò có 5.000 tinh binh theo sát. Đội quân độc đáo ấy đã khiến quân Yên hoảng loạn. Trong cơn hoảng loạn ấy, chủ soái bị giết, toàn quân tan rã, quân Tề thừa thắng chi kích là thu hồi lại những thành trì bị mất. Trong một thời gian ngắn, đội quân hỗn loạn trâu và người đó bỗng
đánh bại được một thế lực là quân đội lớn mạnh, khiến cho một nước gần như là bị diệt vong, được khôi phục lại. Khương Thế Công, Lã Vọng trong Lục Thao cũng bàn tương đối kỹ về kỹ sư. Ông cho rằng sở dĩ kỹ sư hễ ra quân là tất thắng là nhờ có câu ưu thế độc đáo. Ông đã đưa ra là hàng loạt thí dụ để minh họa và chỉ ra rằng tập hợp những người dũng cảm, không sợ chết, lấy việc bị thương trong chiến đấu làm vinh dự, tổ chức thành một những người có nhuệ khí, dũng mãnh, hăng hái thành một đội quân, gọi là đội xung phong, tổ chức những người giỏi đao kiếm, và thống nhất trong hành động thành một đội quân dũng mãnh và đầy sức chiến đấu, tập hợp những người có sức khỏe hơn người, kiên cường, hăng hái, dám xông vào đội ngũ địch giành chống trận. Cờ sói của địch thành một đội gọi là đội cảm tử. Đấy là cách chọn lựa và huấn luyện những đơn vị gọi là kỵ sư mà người chủ sói cần phải hiểu biết. Lời bàn của Khương Thế Công, Lã Vọng hoàn toàn giống với luận điểm của Ngô Khởi. Những đội kỵ sư có thể là chống lại địch và giành phần thắng phải là đội ngũ có những kỹ năng và dũng lực độc đáo trong lĩnh vực kinh tế, muốn làm cho nhà máy hoạt động nhộn nhịp. Cửa hàng đông khách cần phải có kỳ hóa, tức là hàng lạ. Một chế kỳ, tức là lạ trong chế tạo, là người sản xuất hàng hóa cần phải chế tạo ra thứ kỳ hóa. Hàng lạ là người dùng phải tranh nhau mua. Về mặt này, có lẽ Nhật Bản đứng hàng quán quân. Lấy xe hơi, đồ chơi làm ví dụ. Người Nhật ít nhất là tạo nên ba cao trào. Năm 1955, họ cho ra loại xe hơi có dây cốt. Từ Nhật Bản cho đến khắp nơi trên thế giới, bất cứ cửa hàng nào cũng thấy có bán những chiếc xe hơi nhỏ xíu, đủ màu sắc, có cắm một chiếc chìa khóa. Sau đó họ lại phát minh ra loại xe hơi đồ chơi không dùng chìa khóa, lên dây cót, mà dùng quán tính của bánh răng chuyển đổi, lấy tay đẩy chiếc xe hơi trên mặt đất một cách rồi buông tay ra, nó sẽ tự chạy.
được một vài mét. Khi những chiếc xe hơi không dùng chìa khóa được đưa ra thị trường, lập tức chúng trở thành là kỳ hóa. Và người ta tranh nhau mua. Nhờ đó mà người phát minh ra nó hưởng được một khoản tiền phát minh đến 1 tỷ yên. Xưởng chế tạo ra nó cũng giành được một khoản tiền kích xù. Đến những năm 80, cả xe hơi đồ chơi chạy dây cót, chạy bằng khoáng tính lẫn bằng động cơ điện. Lúc đó người Nhật lại cho ra một loạt xe hơi đồ chơi mới. Loại này không dùng dây cót mà chỉ dùng tay ấn vào lưng xe, đẩy lùi 5 mét rồi buông ra. Chiếc xe sẽ nhanh chóng chạy đến trước được 5 mét. Tháng 12, 1980, cơ sở sản xuất này tung ra thị trường một quãng chiếc để bán thử và đã nhanh chóng bán hết năm 1981. Thứ đồ chơi này được bán rộng rãi trên toàn nước Nhật. 10 triệu chiếc tung ra thị trường đều được tiêu thụ hết. Năm 1982, sản xuất 20 triệu chiếc, cũng bán hết, bán rất nhanh. Sau đó, loại đồ chơi này còn thâm nhập vào thị trường Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và Trung Quốc. Đơn vị sản xuất ra nó cũng nhờ đó mà thu được khoản lời lớn. Hai, tồn kỳ, tức là lúc một thứ hàng nào đó rẻ thì mua vào, chờ cho giá tăng lên thì tung ra bán. Theo cuốn kho mưu lược giới thiệu, có một người phát gốc Hoa tên là Thành Chi Phàm. Bà chuyên thu mua châu báu, vàng bạc, đồ trang sức v.v. có chữ ký hoặc cho những cửa hàng có tên tuổi thiết kế. Năm 1970, khi đi dạo ở thị trường Paris, ngẫu nhiên bà phát hiện thấy một lọt kẹp tóc bằng bạc được chế tạo năm 1970. Kẹp tóc này có hình bông cúc và thứ là người Nhật rất thích. Lúc đó giá kẹp rất rẻ. Bà Thành liền bỏ tiền ra mua loại kẹp tóc đó. Thấy bất cứ nơi nào ở Paris có bà cũng mua bằng hết. Đến năm 1973, khi ở Paris, có người phát hiện ra giá trị của loại kẹp đó và tìm mua thì thị trường đã hết hàng từ lâu. Vì bà Thành Chi Phàm
tích trữ hết rồi. Lúc đó loài kẹp tóc ấy thành ra thứ của quý được bán với giá cao. Sở dĩ Tuần Kỳ mà kiếm được tiền là nhờ hai yếu tố. Một là cán cân cung cầu. Khi cung lớn hơn cầu, giá hàng sẽ rẻ đi. Thế là mua vào với giá thấp. Đợi đến lúc cầu lớn hơn cung, giá cả của mặt hàng nhất định sẽ lên ào ạt. Lúc đó lại bán hàng ra giá cao. Hay là lợi dụng sự quay sai lệch về giá trị tinh thần. Khi một loạt sản phẩm có giá trị tinh thần chưa được nhận thức đầu tư, nhất định giá sẽ rất rẻ. Lúc đó hãy mua vào với giá rẻ. Đến khi đông đảo người ta nhận thức được giá trị của nó, thì giá mặt hàng này sẽ tăng lên gấp bội. Và lúc đó nó sẽ trở thành kỳ khóa. Nhưng để có thể tồn kỳ, trữ hàng một cách chuẩn xác cần phải có hai điều kiện sau đây. Một là phải có sự phán đoán chuẩn xác về sự biến đổi của cung cầu và giá cả thị trường. Hai là đối với những sản phẩm có giá trị tinh thần, cần phải có khả năng nhận biết tương đối cao. Hội đủ hai điều kiện cơ bản đó, cộng thêm kinh nghiệm kinh doanh hàng hóa, thì mới có thể mạnh dạn tồn trữ hàng được. Ba, thụ kỳ, tức là bán lạ. Về bản chất, tiêu thụ hàng hóa là nhờ sự lưu thông hàng hóa mà kiếm tiền. Cho nên, đối với một nhà kinh doanh, trong phạm vi luật pháp cho phép, thứ gì kiếm ra tiền thì bán thứ ấy. Vậy thì bán thứ gì mới chắc chắn kiếm được tiền, mà còn kiếm nhiều tiền nữa? Cần hai điều kiện. Một là thị trường có nhu cầu. Hai là chưa có ai bán. Có. Cho dù có bán thứ hàng tầm thường đến đâu chăng nữa, cũng có thể có cơ hút bạc. Thí dụ, trong đội ngũ những người đi đào vàng ở Mỹ trước đây, có một người cũng đến chỗ đào vàng nhưng không đào vàng mà lại bán nước uống. Cái nghề mà đa số những người đào vàng coi rẻ ấy bỗng nhiên cũng kiếm được một món tiền khá lớn. Có một người biết nghề xây nhưng lại không đi tìm thợ xây, mà lại mở lớp đào tạo công nhân xây dựng.
để bán cái kỹ năng của mình. Người đến học rất đông. Con người bán kỹ năng lao động ấy hóa ra lại kiếm được nhiều tiền hơn đi làm thợ xây. 54. Cách xong ngắn lửa. Ngồi hưởng lợi ngư ông. Cách xong ngắm lửa là thứ 9 trong 36 kế. Đại ý là khi mâu thuẫn trong nội bộ đối phương lên cao đến mức là bạo loạn, ta bèn ngồi chờ cho đến khi giữa địch với nhau coi bạn thành thù. Thế tức là tự chuốc lấy sự diệt vong. Thế tức là ta tuy chẳng mất gì mà lại được lợi, ngồi hưởng lợi ngư ông. Có xuất xứ từ một điểm cố ngụ ngôn. Cò trai vật nhau, ngư ông được lợi. Tư tưởng cốt lõi của mưu lược này là khéo biết lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của địch. Không phải trả giá nào cũng đạt mục đích của mình. Khi vận dụng binh pháp nào, phải nắm vững mấy điều trọng yếu sau. Giỏi phát hiện mâu thuẫn bên trong bất kể sự vật nào cũng có tồn tại mâu thuẫn. Phía trong trận, danh của địch không phải là một tấm thép mà cũng có nhiều mâu thuẫn. Chỉ cần giỏi nắm thông tin tình báo, phân tích cẩn thận là có thể phát hiện ra mâu thuẫn của địch và vận dụng vào việc của ta. Theo Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỳ,